Trương Đại Lực ôm theo con thỏ thố thố mà gạ kèo đấu thú cưng với tinh linh tộc Huyền Hạo. Huyền Hạo vốn tự hào về thú cưng của hắn, lại coi thường con thỏ trong tay Đại Lực chỉ xứng làm món thỏ nướng. Ai ngờ con thỏ nhỏ nhỏ bá đạo kia có lai lịch không thể coi thường, dọa cho thú cưng của Huyền Hạo tè ra quần. Trương Đại Lực nghe Huyền Hạo hống hách thì đưa con thỏ ra phía trước mà nói, có bản lĩnh thì đấu thử xem thú cưng của ai đẳng cấp cao hơn. Tinh linh tộc Huyền Hạo nhếch mép cười mà nói, đấu thì đấu, ta sợ con thỏ nhà ngươi chắc. Đại Lực quay sang Hùng Năng mà nói, anh Hùng, em muốn đại diện học viện nhân tộc xuất chiến, đánh bại tên nhóc tinh linh tộc này. Thường Ca ở phía sau giơ ngón tay cái mà ủng hộ, người anh em, tiến lên. Nói rồi Thường Ca bảo với Đại Lực rằng nếu muốn đấu, chi bằng thêm chút trò vui đi. Đại Lực nghe vậy cũng hứng thú mà nói với tên tinh linh tộc rằng, tên nhóc tinh linh tộc, có dám đặt cược với ta không? Trương Đại Lực ra điều kiện, nếu ngươi thua, phải cho ta một bình tinh huyết của tinh linh tộc các ngươi. Huyền Hạo thuộc tinh linh tộc cũng nhếch mép cười mà nói, một con thỏ mà thôi, ngươi còn dám lấy nó đặt cược với ta cơ à? Thì ngươi thua thì sao? Trương Đại Lực đáp, nếu ta thua, ta sẽ cho ngươi một bình tinh huyết của nhân tộc. Tên tinh linh quát lớn, ngươi chọc ta đấy à? Ai mà không biết, tinh huyết của nhân tộc không đáng tiền nhất, chẳng có tác dụng gì cả, mà tinh huyết tinh linh tộc chúng ta tốt xấu gì vẫn có thể tăng thị lực. Tên Huyền Hạo vỗ tay lên ngực mà nói, ta cũng không phải quỷ hút máu, ta lấy máu của người làm cái quần què gì. Nói rồi tinh linh tộc chỉ vào Đại Lực mà nói, nếu các ngươi không lấy ra được thứ ngang giá, vậy thì ván cược này không thể thành công. Đại Lực nghe vậy bèn quay sang Thường Ca xin hội ý làm thế nào, trên người em không có gì đáng tiền cả. Thường Ca mỉm cười mà biến ra một cây chổi vàng rồi nói, lấy cái này làm vật cá cược có được không? Hùng Năng nhìn vậy cũng nói, ngươi lại dám đem cái này ra cá cược à? Tinh linh tộc Huyền Hạo bất ngờ mà nói, đây là chổi vàng trong truyền thuyết, ngươi ngốc à mà lại lấy cái này ra làm cá cược, thôi ta sẽ đồng ý cá cược với các ngươi. Trương Đại Lực thấy mọi người đều coi trọng chổi vàng thì quay lại mà hỏi, chổi này có lai lịch gì? Hùng Năng đáp, cái này mà ngươi cũng không biết, quả thật là quá non nớt. Chổi vàng là một trong 3 thần khí của học viện nhân tộc, năm đó học viện nhân tộc chưa có lớp vệ sinh, người thường làm vệ sinh thì không được lên đảo, thế là khắp đảo ô nhiễm nặng nề, rác thải khắp nơi, hôi thối vô cùng, cả đảo y hệt như một bãi rác. Hùng Năng kể tiếp, lúc đó viện trưởng đời trước có được một miếng sắt thần ở cung điện dưới đáy biển, sắt thần chuyên dùng tạo thần khí, viện trưởng bèn nhờ tộc người lùn tạo thành một thanh thần khí đặt tên là chổi vàng. Hùng Năng kể tới đây, tên tinh linh tộc Huyền Hạo cũng tiếp lời, đồng thời tổ chức cuộc thi chổi vàng, coi nó là phần thưởng cho người quét rác học viện nhân tộc. Cho nên Thường Tiểu Tráng tuy làm gì cũng không được, nhưng quét rác là số 1 nên nhận được phần thưởng chổi vàng. Huyền Hạo hồng hách mà nói, chuyện này ở học viện tinh linh của chúng ta được coi như trong một trò cười đấy. Chỉ đáng tiếc một miếng sắt thần lại làm thành cây chổi vàng vô dụng, nếu hôm nay lấy được nó về, ta tuyệt đối chế tạo nó thành một thần khí mới. Lúc này bên ngoài thú tháp, người ta cũng truyền tai nhau rằng bên trong tháp có tinh linh tộc xông vào phá đám. Một học viên nghe vậy cũng nói, nghe nói là muốn thi đấu so năng lực thú cưng với học viện nhân tộc chúng ta, đây chính là đại sự liên quan tới vinh nhục của hai học viện. Các học viên nghe vậy đều nháo nhác đổ về thú tháp mà nói, mau qua đó cổ vũ cho học viện nhân tộc của chúng ta. Lại nói về thú tháp, lúc này giữa tháp đã được bày lên một sàn đấu. Một khán giả hỏi, ai đại diện cho học viện nhân tộc vậy? Người kia nghe vậy thì đáp, hình như là một tân sinh tên là Trương Đại Lực. Người kia nghe vậy thì ngoảnh sang nhìn Trương Đại Lực rồi nói, trông quen quá, đây không phải tên ngáo đá cuồng làm quen mấy ngày trước hay sao? Nói rồi hắn cau mày mà nói tiếp, loại người này sao có thể đại diện học viện nhân tộc chúng ta hết người rồi hay sao? Đại Lực thấy có nhiều người đổ xô tới đây thì hỏi Thường Ca rằng, sao có nhiều người tới vậy? Thường Ca đáp, người anh em, chuyện này quả thực là chơi lớn rồi, nhưng mà chúng ta có thỏ biết nói ở đây, chúng ta không sợ. Hùng Năng đứng ra hô lớn, ta tuyên bố, tỷ thí bắt đầu, đưa thú cưng lên sàn là có thể kiểm tra đẳng cấp của nó. Huyền Hạo phấn khởi đưa thú cưng của mình lên sàn, tháp thiên đạo lập tức hiện đánh giá nó chính là thú cưng tinh anh cấp 7. Một học viên cảm thán mà nói, tinh linh tộc không hổ nổi tiếng có tiền. Chỉ cần thú cưng qua cấp 5 thì mỗi lần tăng cấp giá đều gấp đôi, mà họ lại có được tinh anh cấp 7, quả thực là hiếm có. Huyền Hạo nhếch mép cười mà nói với Trương Đại Lực rằng, ngươi đã mở mang tầm mắt hay chưa, thua là cái chắc rồi. Tới lượt con thú cưng thứ hai của Huyền Hạo lên bàn kiểm tra, quần chúng phía dưới trực tiếp chấn động vì nó là tinh anh cấp 9, ngang hàng với cấp thống lĩnh. Huyền Hạo hồng hách mà nói với Trương Đại Lực rằng, tới lượt con thỏ của nhà ngươi rồi đấy. Lúc này dưới sàn đấu một bài học viên hô lớn và nói, tôi không đồng ý cho Đại Lực xuất chiến, lấy một con thỏ ra đấu, không phải làm trò cười à? Ngay sau khi giọng nói này vang lên, nhiều người khác cũng đồng thanh mà hô, mau đổi người khác lên. Trương Đại Lực không mảy may quan tâm tới lời của quần chúng, hắn tự tin bế con thỏ của mình về hướng bàn kiểm tra mà nói, các ngươi thì hiểu cái quần què gì, của ta là thỏ, như là thỏ biết đói. Đúng lúc Đại Lực đang định đặt con thỏ lên bàn kiểm tra thì một giọng nói kêu hắn khoan đã. Trương Đại Lực ngoảnh sang thì thấy Tiêu Viêm thuộc học viện nhân tộc mang theo một con đại bàng xanh trên cổ đang lững thững bước lại gần sàn đấu. Dưới khán đài đột nhiên nổi lên một trận xôn xao, người ta bán tán với nhau, hắn chính là Tiêu Viêm, top 5 tân sinh khóa này. Một học viên nữ còn đỏ mặt mà kêu, đẹp trai quá, nghe nói Tiêu Viêm lúc nhập học đã có thực lực tụ linh tầng 7, bây giờ thực lực còn càng ngày càng mạnh hơn. Tiêu Viêm bước tới gần Trương Đại Lực mà nói, ngươi lui xuống trước đi. Trương Đại Lực ngơ ngác mà hỏi, tại sao? Tiêu Viêm cau mày mà nói, ngươi là cái thá gì vậy, ngươi còn không rõ hay sao vậy? Tên ngáo đá bắt chuyện cả ngày tán gái, nhập học thì tụ linh tầng không, phá kỷ lục điểm thấp nhất của học viện chúng ta, ngươi có tư cách gì mà đại diện học viện xuất chiến? Đại Lực nghe hắn nói vậy thì giận tím người rồi, chỉ thẳng mặt hắn mà tố cáo, ngươi đang body sam in ta. Tiêu Viêm nghiến răng mà nói, bớt sàm đi, biết điều thì cút ra, lấy một con thỏ thi đấu, ngươi đang cố tình phá hình tượng của học viện chúng ta đấy hả? Nói rồi Tiêu Viêm quay đầu chỉ vào con đại bàng phía sau mình mà nói, nhìn thấy con đại bàng của ta chưa? Đây là thú cưng loại bay cực kỳ hiếm có, bay nhanh như tia sét, móng vuốt có thể đánh xuyên cả bàn sắt, để ta thi đấu nhất định sẽ thắng. Quần chúng phía dưới cũng đồng thanh mà hô, Tiêu Viêm nói đúng, Đại Lực xuống đi, để Tiêu Viêm lên, chỉ cần Tiêu Viêm lên, chúng ta nhất định sẽ thắng. Mấy nữ sinh cũng điên cuồng hô lớn, anh Tiêu Viêm, cố lên. Trương Đại Lực chỉ vào Tiêu Viêm mà nói, nếu ta xuống, ngươi có cho ta tinh huyết của tinh linh tộc không? Tiêu Viêm nhăn mặt mà đáp, ta dựa vào cái gì mà phải cho ngươi? Trương Đại Lực xua tay mà nói, không cho thì nói cái quần què gì, cút mau. Tiêu Viêm vẫn còn lải nhải không chịu bước đi, hắn nói, ngươi chỉ là một tên phế vật mà thôi, Tiêu Viêm ta không thèm chấp. Tiêu Viêm quay sang Hùng Năng mà nói, huynh trưởng quản thú tháp mà thi đấu này liên quan tới vinh nhục của học viện, huynh nói xem chúng ta nên giải quyết sao? Hùng Năng nghe vậy cũng quyết định, để Tiêu Viêm lên so tàu. Đại Lực không can tâm, hắn giận mà quát, huynh không thể nói năng không suy nghĩ như vậy được, chuyện tôi và em gái huynh chuyện nào ra chuyện đó, huynh không thể công báo tư thủ. Hùng Năng nghe vậy thì tiến lại gần Đại Lực mà nói, DM Hùng Năng ta mà lại là người công báo tư thủ hay sao, ta không quan tâm, công tư cũng phải báo thủ. Hùng Năng nhìn họ Trương mà nói, đừng trách ta xem thường ngươi, thực sự là mọi người đều xem thường ngươi. Ngươi hãy thử xem những học viên ở đây, có ai ủng hộ ngươi hay không, chỉ cần tìm được một người ủng hộ ngươi, ta sẽ để ngươi xuất chiến. Trương Đại Lực nghe vậy bèn liếc mắt nhìn quanh tìm lấy một sự đồng minh, thế nhưng ai cũng tránh ánh mắt của hắn. Trương Đại Lực bất đắc dĩ mà nói, tôi đảm bảo, cho dù trước đó tôi không đáng tin, nhưng lần này tôi thật sự sẽ nắm chắc phần thắng, xin mọi người hãy ủng hộ tôi, cho tôi một cơ hội xuất chiến. Đại Lực nói hết nước hết cái nhưng cũng không có ai đáp lời, hắn dầu dĩ mà nói, thật sự không có ai hay sao? Thường Ca đành tiến lên vỗ vai định an ủi Trương Đại Lực, đúng lúc này Hùng Mỹ Nhân bước vào giơ tay mà nói, tôi ủng hộ Trương Đại Lực. Giang Quỳnh Thần cũng nối gót theo sau giơ tay mà nói, còn tôi cũng ủng hộ Trương Đại Lực. Hùng Năng cau mày mà nói, em gái, hai người sao lại làm thế? Hùng Mỹ Nhân bèn đáp, ca ca, hãy cho họ Trương này một cơ hội đi. Hùng Năng hỏi muội muội của mình rằng, em đang cầu xin cho hắn hay sao? Rõ ràng hắn là một tên chap boy. Hùng Mỹ Nhân đáp, ca ca, muội là vì học viện mà thôi. Giang Quỳnh Thần cũng xen lời mà nói, để Trương Đại Lực lên đi, tôi tin cậu ta có thể chiến thắng. Trương Đại Lực mỉm cười mà cảm ơn hai người rối rít, hắn nói, cảm ơn hai người đã tin tưởng tôi cảm động quá. Nói rồi nước mắt hắn chảy ròng ròng, rớt xuống hết cả mặt con thỏ Thố Thố. Hùng Mỹ Nhân lườm Trương Đại Lực mà nói, đừng có hiểu lầm, chúng tôi là vì Thố Thố mà thôi. Giang Quỳnh Thần cũng bước tới trước mặt Thố Thố mà nói, thỏ con đáng yêu nhất, nhất định sẽ thắng. Rồi hai cô gái đồng thanh và nói, tất cả đều là vì thỏ con Thố Thố, không hề liên quan tới cậu. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.